Một thông tin đáng phấn khởi trên lĩnh vực du lịch. Kính thưa quý vị, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mới có phố đi bộ, mà sắp tới đây, đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ có tuyến phố đi bộ phục vụ người dân và du khách. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất về việc triển khai thực hiện dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường cơ động gian biển đoạn từ cầu dược neo đậu tàu thuyền thôn Tây xã An Dĩnh đến khách sạn Mường Thanh. Đáng chú ý là Quyện Lý Sơn sẽ tận dụng tuyến đường được nâng cấp mở rộng này để xây dựng tuyến phố đi bộ phục vụ khách du lịch. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường với chiều dài khoảng 3 km, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 80 tỷ đồng với việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, lắp điện chiếu sáng, hệ thống camera theo dõi môi trường và an ninh trên đảo. Like